Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món đồ ngon bổ rẻ, sảng khoái về lâu, dành cho Forerunner Raptor máy 2.0 Biturbo thôi các bạn. Thì cái món này đó chính là cái Dabai Catalyst. Thì cái món này trước đây mình đã có làm cái đao bay rồi, tuy nhiên là đao bay đó mình sẽ đi chung với cái hệ thống bô của bên mình thiết kế riêng luôn, thì cái size của nó khá là lớn để phục vụ cho cái việc tăng công suất mình khá là cao. Còn cái đao bay kỳ này mình thiết kế là để nhằm mục đích là thứ nhất là tăng công suất, tăng boost của turbo lên sớm hơn. Thứ hai là về giá thành sẽ thấp hơn cái version trước đó, và tương thích được, thứ nhất là tương thích được với Bozin. Các bạn không thích ồn ào có thể gắn cái đao bay này đi với Bozin cũng được. Rồi tương thích được với bô HKS của Thái luôn, và tương thích được với hầu hết các cái dòng bô Thái khác ha. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm một cái video để đánh giá cái hiệu quả của cái món đồ này. Thì trước hết là mình sẽ đo dyno cái xe Wrangler Raptor Zin, và mình sẽ đo luôn boost ha. Thì đây là cái sensor để đo boost của turbo. Đây là một cái xe Zin. Sau đó mình sẽ thay đao bay này vào chạy dyno để đo lại. Không có gắn chiếc công suất, không gắn gì hết nha các bạn. Để đánh giá xem cái hiệu quả của cái đao bay này như thế nào. Đó. Cái này thì có hàng cho các cái dòng máy 2.0 luôn, là Wrangler Biturbo, rồi Everest Biturbo, Single Turbo cũng có luôn ha. Rồi, mình sẽ tiến hành chạy dyno để đo thôi. Rồi đây là cái đao phai Zin của xe ha. Thì khí thải sẽ từ động cơ đi ra, đi qua cái này là cái bầu lọc catalyst, trong này là một cái bầu than tối ong để nộp lại khí xả. Thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là nó sẽ cản cái dòng khí xả đi. Thì bây giờ mình thay cái đao phai thì nó đi thẳng luôn. Đó. Nó sẽ cải thiện được cái hiệu quả xả của động cơ ha. Thì bây giờ mình sẽ chạy dyno để test lại sau khi thay cái đao bay đổ vào. Kết quả test dyno sau khi thay đao bay thì Zin đã đo tay bấm 158, sau khi thay đao bay lên được 164, thì tăng đâu đó khoảng gần 6 mã lực ha, chỉ có thay đao bay không thôi. Và moment xoắn Zin là 377, sau khi thay đao bay lên 395, thì và nó vào sớm hơn Zin đến 400 vòng phút. Tăng khoảng 18 Nm ha. Nhưng mình sẵn vào sớm thì xe đề ba sẽ bốc hơn rất là nhiều, thoát máy hơn. Thì cái đao bay này chỉ với đơn giản là thay cái đao bay thì chúng ta có thể tăng lên được 6 mã lực và 18 Nm tại bánh ha. Chi phí nó khá là thấp, thì cũng là một món đầu tư khá là hời nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Vasio Tuning. Nhớ bấm like và subscribe channel cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.